Sơn Tùng MTP sẽ tổ chức show dưới dạng livestream. 19:58 hôm qua, Sơn Tùng MTP đã thông báo dự án concert Muộn Rồi Mà Sao Còn, giật mình lần một. Lần đầu nam ca sĩ tổ chức show dưới dạng livestream trên hệ thống trang cá nhân của anh và công ty. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ, bài hát Muộn Rồi Mà Sao Còn sẽ ra mắt hơi khác một tí so với những bài còn lại của Tùng. Món quà lần này sẽ được Tùng gửi đến cả nhà vào lúc 20:13 ngày 24 tháng 4 năm 2021 qua phiên bản live performance mang tên Giật Mình Lần Một. Sẽ là những giây phút tâm sự bộc bạch chia sẻ của Tùng với tất cả mọi người sau một quãng thời gian dài không được gặp mọi người. Một thú vị nữa mà Tùng muốn chia sẻ đó là Muộn Rồi Mà Sao Còn là một món quà bất ngờ Tùng muốn gửi gắm cho mọi người theo những tinh thần và giai điệu vô cùng tích cực. Hiện tại, vé xem concert livestream đã chính thức mở bán trên một số kênh đối tác của SKP Entertainment. Không chỉ muốn được thưởng thức ca khúc mới của sếp Tùng, người hâm mộ của anh cũng đang chờ đợi anh lên tiếng sau thời gian im lặng trước những lùm xùm vừa qua liên quan đến Hải Tú và bản quyền âm nhạc.